Mấy ngày nay trên sông Re, đầu nguồn sông Trà Khúc của tỉnh Quảng Ngãi có mưa, nước sông dâng cao và có thể xảy ra lũ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, hàng trăm học sinh của thôn Cà Rày, xã Ba Tiêu sau giờ học vẫn phải kéo nhau lội sông Re để về nhà, bất chấp mọi nguy hiểm. Giữa dòng nước sâu, những học sinh tiểu học phải dựa vào các anh chị lớp trên mà mò đường từng bước. Do vượt quãng đường sông dài nên nhiều em đã từng bị vấp ngã giữa dòng, trôi cả sách vở, quần áo. Hàng ngày có tới hàng trăm học sinh vẫn phải vượt sông để đến trường tìm con chữ như thế. Chuyện học sinh ở thôn Cà Rày vượt sông đi học đã diễn ra từ nhiều năm nay, mà nguyên nhân là do đi bộ đường quá xa, khoảng 4 km, nên các em đều chọn lối tắt để đi cho gần. Trong khi đó, nhà trường và phụ huynh đều đã nhắc nhở, nhưng việc vượt sông trong thời điểm nước dâng vẫn diễn ra hàng ngày. Thời điểm này đang có mưa dông trên đầu nguồn nên nguy hiểm càng lớn hơn. Chính quyền địa phương cũng chưa có biện pháp khắc phục tình trạng trên để tránh hiểm họa đáng tiếc có thể xảy ra.